Thank you.
vừa xem clip lắp đặt sản phẩm của Rossi Việt Nam để đem lại thông tin cho quý khách hàng rõ hơn về sản phẩm. Ngay sau đây, chúng tôi sẽ giới thiệu cho quý khách chi tiết của các sản phẩm được đề cập trong clip. Việt Nam muốn giới thiệu với tất cả các bạn đó chính là một chiếc tủ đông công nghiệp loại 4 cánh, một máy, hai quạt, mã số DVD4C1MQ do hãng Đức Việt sản xuất. Chắc hẳn đối với những người đầu bếp, những người chuyên set up cho các khu công nghiệp, các bệnh viện, xí nghiệp, trường học thì trong các bếp ăn thì việc lưu trữ một lượng lớn thực phẩm mà vẫn có thể đảm bảo được chất lượng cũng như là an toàn vệ sinh thực phẩm thì đây quả thực là một vấn đề không hề đơn giản và rất khó khăn. Vậy thì nắm bắt được yêu cầu của khách hàng, nhiều năm qua, Đức Việt đã không ngừng nghiên cứu và cho ra đời thế hệ thiết bị lưu trữ nhiều ưu điểm vượt trội như các dòng tủ đông, tủ mát với mẫu mã và tính năng rất là đa dạng, với phong cách phục vụ nhiệt tình chuyên nghiệp. Quay trở lại với sản phẩm tủ đông ngày hôm nay mà chúng ta sẽ cùng nhau xem thì đây quả thực là xứng đáng là một giải pháp tối ưu, là lựa chọn hàng đầu cho các khách hàng, góp phần giúp quý khách hoàn thành công việc với hiệu quả cao kèm theo chi phí vận hành tiết kiệm đến bất ngờ. Với chiếc tủ đông DVD4C1MQ, các quý khách hàng có thể lưu trữ các loại thực phẩm trong thời gian rất là lâu, cũng như đảm bảo được chất lượng của thực phẩm. Chúng ta có thể trữ các loại thịt lợn, thịt bò hoặc là các loại cá hoặc là các loại thực phẩm khác. Chiếc tủ đông DVD4C1MQ với kích thước sản phẩm theo chiều rộng cao sâu đó chính là 1220 x 1960 x 750, sử dụng điện áp 220V với số lượng máy làm lạnh là một máy, công suất lên tới 660W/1 giờ với dung tích là 1200 lít và số lượng quạt là 2 quạt. Việc trang bị quạt sẽ giúp chúng ta có chế độ chống đóng tuyết rất là dễ dàng khi mà lấy thực phẩm ra. Trong tủ có trang bị đèn chiếu thông minh, vỏ được làm bằng một lớp inox hai lớp, có lớp xốp cách nhiệt ở giữa. Bằng mắt thường quan sát thì các bạn có thể thấy rằng là đây là một chiếc tủ đông công nghiệp có đường nét rất là sắc cạnh. Thông thường khác với quan niệm là những sản phẩm về công nghiệp thì không quá chú trọng đến hình thức, thì với chiếc tủ đông DVD4C1MQ đã làm chúng ta phải bất ngờ bởi không những thiết kế rất là tiện lợi, hiện đại, sắc cạnh mà đồng thời lại chú trọng tới tính ứng dụng của các sản phẩm. Chiếc tủ đông DVD4C1MQ sử dụng ga đó là ga R134A, nhiệt độ cấp đông là từ -12°C cho tới 0°C, có rơ le tự ngắt khi đặt nhiệt độ bằng điều khiển điện tử, có chế độ chống đóng tuyết và có chế độ tiết kiệm điện. Một 100% thiết bị lưu trữ của Đức Việt đều có hai lớp vỏ kèm theo lớp xốp cách nhiệt BPS cao cấp, giúp thiết bị cách nhiệt một cách tối đa, tiết kiệm điện và chi phí vận hành. Có màn hình hiển thị trực quan thông qua màn hình LED giúp quý khách hàng dễ dàng điều chỉnh các thông số cho phù hợp với yêu cầu của công nghiệp. Để đảm bảo vấn đề cách nhiệt một cách tối ưu, các sản phẩm tủ đông tủ mát Đức Việt đều được cung cấp hệ thống gioăng từ cao cấp, khiến việc đóng mở thiết bị không chỉ dễ dàng mà còn cực kỳ kín hơi và tránh thất thoát nhiệt tối đa, góp phần tiết kiệm điện không nhỏ. Các khoang tủ của tủ đông Đức Việt DVD4C1MQ luôn được trang bị hệ thống đèn thông minh, giúp việc quan sát bên trong tủ khách hàng đơn giản dễ dàng hơn rất nhiều so với các sản phẩm cùng loại trên thị trường. Ngoài ra thì còn có bố trí các khay, các giá giúp chúng ta nhân đôi diện tích sử dụng lên. Với cơ chế điều khiển thông minh mọi tủ đông của Đức Việt, quý khách hàng có thể lựa chọn nhiệt độ từ -12°C đến 0°C. Đây thực sự là một giải pháp tiết kiệm giúp khách hàng có thể tùy biến không gian lưu trữ của mình theo nhiệt độ thích hợp với sản phẩm mà chúng ta cất giữ. Ngoài ra có một đặc điểm nữa mà tủ đông của Đức Việt hiện tại đang rất là nổi trội trên thị trường, đó là 100% thiết bị lưu trữ của Đức Việt đều sử dụng hệ thống lốc tiêu chuẩn EC với dàn làm lạnh được thiết kế khoa học, tủ hoạt động nhanh và tiết kiệm điện tối đa. Tủ đông của Đức Việt sử dụng ga EP4, quá trình nạp ga rất là dễ dàng và thuận tiện, không hề gặp bất cứ một khó khăn gì trong quá trình bảo dưỡng của thiết bị.
Sản phẩm tủ đông DVD 4C1MQ được bảo hành 12 tháng trên toàn quốc. Các linh kiện thay thế trong thời gian bảo hành sẽ được thay thế miễn phí 100%. Quả thực đây là một sản phẩm rất là hữu ích, rất là cần thiết trong các bếp ăn, các khu công nghiệp, các bệnh viện, xí nghiệp, trường học, giúp chúng ta lưu trữ một lượng lớn thực phẩm mà vẫn đảm bảo chất lượng cũng như là an toàn vệ sinh thực phẩm. Nếu các quý khách hàng có nhu cầu tìm hiểu về sản phẩm, cần tư vấn sản phẩm hoặc là mong muốn sở hữu ngay cho mình một chiếc tủ đông DVD 4C1MQ, quý khách hàng hãy gọi điện hoặc là liên lạc với chúng tôi qua số điện thoại bên dưới, hoặc là có thể click trực tiếp vào website rossi.vn, Facebook www.facebook.com/rossivietnam. Chúng tôi rất là hân hạnh được phục vụ quý khách. Với một chiếc tủ đông DVD 4C1MQ, quý khách hàng sẽ tiết kiệm được rất là nhiều chi phí, giải phóng được nhân sự, nâng cao được hiệu quả làm việc, khơi nguồn đam mê và kiến tạo nên sự thành công. Đây là một số hình ảnh chi tiết về khu vực đằng sau của chiếc tủ đông DVD 4C1MQ, bộ phận lốc làm lạnh, dàn làm lạnh của máy. Với mỗi một chiếc tủ đông thì đều có một đường dây điện có sẵn phích cắm điện như thế này, rất là tiện lợi. Và bây giờ chúng ta hãy cùng nhau quan sát lại một lần nữa toàn cảnh của chiếc tủ đông DVD 4C1MQ nhé. Cuối cùng, để biết thêm thông tin về chúng tôi, quý khách hàng tham khảo clip sau. Xin chào tất cả các khách hàng và các bạn quan tâm đến chuyên trang của Rossi Việt Nam. Hôm nay, chúng tôi sẽ giới thiệu với các bạn về những người bạn hàng, đối tác lâu năm của chúng tôi. Họ là những hãng sản xuất thiết bị bếp công nghiệp nổi tiếng hàng đầu của Việt Nam cũng như trên thị trường bếp công nghiệp quốc tế. Ở chuyên đề này, Rossi Việt Nam xin được trân trọng gửi đến quý khách hàng thông tin về hãng sản xuất máy chế biến thực phẩm chuyên nghiệp Đức Việt. Đây là một trong những thương hiệu danh tiếng đến từ Việt Nam. Đức Việt hiện đang là đơn vị sản xuất và cung cấp các sản phẩm inox ngay từ những năm 1995 đến nay. Đức Việt với gần 20 năm hoạt động được sự tín nhiệm và tin yêu của khách hàng trong cả nước. Đức Việt đã không ngừng phát triển để cho ra đời những sản phẩm thiết thực phục vụ lợi ích cộng đồng. Với hàng trăm sản phẩm đột phá về chất lượng, kiểu dáng và tính năng thuộc nhiều lĩnh vực như là thiết bị dân dụng, thiết bị công nghiệp, chất tẩy rửa, Đức Việt đã vươn lên trở thành nhà cung cấp số 1 Việt Nam với các sản phẩm nổi bật như là tủ nấu cơm, tủ đông, tủ mát, máy sấy bát, tủ bếp và rất nhiều sản phẩm khác đang được người tiêu dùng đón nhận. Với lượng sản phẩm tung ra thị trường tính đến nay đã gần 1.500 sản phẩm, các sản phẩm của Đức Việt đã có mặt tại hàng trăm nhà máy, bệnh viện, khách sạn, trường học, các cơ quan đoàn thể và hàng nghìn hộ gia đình, hộ kinh doanh đã và đang sử dụng các sản phẩm của Đức Việt. Đức Việt tự hào góp phần vào sự phát triển chung của nền công nghiệp sản xuất Việt Nam. Sự thành công của Đức Việt ngày hôm nay có một sự đóng góp rất to lớn từ phía khách hàng. Chính vì vậy, hãng Đức Việt với những người trẻ tuổi năng động, không ngừng phấn đấu, luôn sẵn sàng đáp ứng trọn vẹn những nhu cầu ngày càng cao của quý khách về chất lượng sản phẩm, khiến cho sản phẩm của Đức Việt ngày càng được cải thiện và tốt hơn. Đức Việt liên tục đổi mới và thay đổi các công nghệ tiên tiến nhất để đem lại cho quý khách những sản phẩm tuyệt vời. Thiết bị bếp công nghiệp mang thương hiệu Đức Việt của người Việt có thể mang tới cho quý khách hàng những tiêu chí sau đây. Các sản phẩm của Đức Việt sử dụng công nghệ hiện đại trong nước cũng như nước ngoài. Đức Việt luôn chủ động về sản xuất cũng như các linh kiện lắp ráp và bảo trì bảo dưỡng. Mẫu mã đa dạng, phù hợp với nhiều loại căn bếp trong môi trường nhà bếp công nghiệp tại Việt Nam. Sản phẩm mang thương hiệu Đức Việt có thể lắp đặt dễ dàng, tiết kiệm nhiên liệu, phù hợp với mọi người sử dụng. Sản phẩm của Đức Việt luôn rẻ hơn các sản phẩm đến từ châu Âu
mà không hề làm giảm đi chất lượng của sản phẩm. Việc bình ổn giá được Đức Việt quan tâm hết mức sao cho sản phẩm tới tay người tiêu dùng với mức giá thấp nhất. Với đội ngũ bán hàng, kỹ thuật, am hiểu về từng loại sản phẩm, Đức Việt có thể tư vấn cho khách hàng sản phẩm phù hợp nhất với nhu cầu của quý khách hàng. Tất cả các sản phẩm của Đức Việt đều đạt tiêu chuẩn quản lý chất lượng ISO 9001-2008. Với những ưu điểm sẵn có, Đức Việt tự tin có thể đáp ứng mọi yêu cầu chất lượng khắt khe nhất của mọi khách hàng. Mọi sản phẩm của Đức Việt sẽ làm hài lòng tất cả các quý vị khách hàng cho dù là khó tính nhất. Dưới đây là một số hình ảnh hệ thống trưng bày tại Hà Nội và Sài Gòn của showroom Đức Việt. Các bạn có thể thấy rằng là các dòng sản phẩm của Đức Việt cung cấp rất là đa dạng và phong phú, dùng trong bếp công nghiệp như là từ tủ nấu cơm, tủ đông, tủ mát, tủ sấy bát, máy rửa bát hay là máy làm kem vân vân. Và với một dải sản phẩm rất là rộng như thế này thì tôi tin chắc rằng là cho dù bạn đang là những người kinh doanh hay bạn đang là những người set up các nhà hàng, khách sạn, các bếp ăn khu công nghiệp hay các bạn chỉ đơn giản là những người kinh doanh những quán cơm bình dân, mua nhỏ lẻ các thiết bị bếp công nghiệp thì tôi tin rằng với dải sản phẩm của Đức Việt đa dạng và phong phú như thế này chắc chắn sẽ làm hài lòng tất cả các bạn. Các bạn sẽ chọn ra cho mình một sản phẩm phù hợp nhất cả về chức năng cũng như là về phần giá cả. Quay trở lại với Rossi Việt Nam thì Rossi Việt Nam chúng tôi hiện đang là đơn vị bán buôn các sản phẩm bếp công nghiệp của nhiều nhà sản xuất danh tiếng như là Đức Việt, Coresta, Changhe. Chính vì vậy, khi mua các sản phẩm công nghiệp của Rossi Việt Nam, quý khách sẽ có cơ hội lựa chọn đa dạng và mua được sản phẩm tốt với giá ưu đãi, kèm cơ hội sở hữu sản phẩm, được hỗ trợ tài chính từ những tổ chức tài chính hàng đầu với lãi suất ưu đãi tuyệt vời và là thành viên tham dự miễn phí những sự kiện hướng nghiệp, dạy nghề, có cơ hội tiếp xúc và làm quen với nhiều loại máy chế biến độc đáo và thú vị. Rossi Việt Nam kết nối sáng tạo. Chúng tôi luôn có mối quan hệ hợp tác thân thiết với 150 công ty và tập đoàn chuyên sản xuất máy chế biến thực phẩm đến từ nhiều quốc gia trên thế giới. Phương châm làm việc của chúng tôi đó là luôn tìm tòi những tinh túy của ngành máy chế biến thực phẩm, đem lại những giá trị dành cho công việc của quý vị, đó là giải phóng nhân sự, tiết kiệm chi phí, nâng cao hiệu quả, khơi nguồn đam mê và kiến tạo sự thành công. Các quý khách hàng nếu muốn có nhu cầu tìm hiểu về các sản phẩm thiết bị bếp công nghiệp của hãng Đức Việt có thể truy cập trực tiếp vào website của hãng theo địa chỉ đứcvietpro.vn hoặc truy cập vào website của chúng tôi rossi.vn để có được mức giá và chế độ hậu mãi tốt nhất. Cảm ơn các quý khách hàng đã quan tâm tới sản phẩm, dịch vụ và đối tác của Rossi Việt Nam. Để theo dõi và biết thêm thông tin chi tiết của chúng tôi, xin vui lòng liên hệ theo các kênh dưới đây. Website rossi.vn, Facebook www.facebook.com/rossivietnam hoặc các bạn cũng có thể click trực tiếp vào channel trên YouTube của chúng tôi. Để cập nhật những chương trình khuyến mại và giá tốt nhất về sản phẩm cũng như dịch vụ, quý khách hàng vui lòng liên hệ theo các số điện thoại dưới đây. Chúng tôi có hỗ trợ Viber, Zalo, showroom miền Bắc 0912 863364, showroom miền Nam 0868 998 663, tổng kho bán buôn 024 8586 7812, hợp tác kinh doanh 0989 999 884, email info@rossi.vn, thông tin công ty trách nhiệm hữu hạn sản xuất và thương mại quốc tế Rossi Việt Nam, địa chỉ số 283 đường Lê Duẩn, phường Nguyễn Du, quận Hai Bà Trưng, thành phố Hà Nội. Cảm ơn các bạn đã cùng với chúng tôi tìm hiểu về hãng sản xuất thiết bị bếp công nghiệp Đức Việt. Các bạn hãy like clip và subscribe channel của Rossi Việt Nam nếu thấy hay nhé. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn trong chủ đề sắp tới.